đây. Thì như các bạn đã nhìn thấy, nó hoàn toàn đã biến cái giao diện Android của mình thành giao diện iOS. Đây. Chúng ta cũng có thể sửa đổi cái icon này theo ý muốn của chúng ta. Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồ Khánh VK. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách để biến cái giao diện Android thành cái giao diện iOS 13. Thì để làm được điều này, chúng ta sẽ vào Set Play, ta cài hai phần mềm như sau. Thứ nhất là chúng ta cài cái phần mềm là Trình Khởi Chạy iOS 13. Thì nó nằm ngay ở cái mục đầu tiên, có lượt đánh giá là 4.8 sao, gần 5 sao. Ở đây, bây giờ mình sẽ cài đặt. Bây giờ mình sẽ thoát ra màn hình chính. Đây, như vậy là mình đã cài xong một cái ứng dụng biến cái giao diện Android thành iOS. Rồi mình sẽ tiếp tục cài một cái ứng dụng tiếp theo nữa, đó chính là trung tâm điều khiển iOS 13. Đây, có lượt đánh giá là 4.7 sao. Đây, mình sẽ cài cái ứng dụng thứ hai này. Thì các bạn chờ mình trong giây lát để mình hoàn thành việc cài đặt. Rồi, ok, như vậy là mình đã cài xong hai cái ứng dụng này. Sau khi cài cái ứng dụng thứ hai thì các bạn kích cho mình cái dòng là 13 iOS Launcher này để chúng ta biến cái giao diện này thành iOS. Rồi, ta tiếp tục ấn một lần, ta ấn ok. Đây, thì như các bạn đã nhìn thấy, nó hoàn toàn đã biến cái giao diện Android của mình thành giao diện iOS. Đây, chúng ta cũng có thể sửa đổi cái icon này theo ý muốn của chúng ta. Ở đây, mình sẽ vào cái ứng dụng iOS Launcher này để chúng ta có thể cài đặt trong những cái mềm này. Rồi ok, chúng ta sẽ ấn cho phép ta cấp nguồn cho cái ứng dụng cho phép. Rồi thì ở đây chúng ta tha hồ điều chỉnh những cái ở mà chúng ta mong muốn. Ở đây mình sẽ chọn vào kích thước này, đây là cái kích thước nâng cao, cái màu đang chờ và hiển thị mọi thứ ở đây. Mình cái này thì các bạn có thể sưu tầm thêm, mình chỉ nó sơ coi như vậy thôi. Rồi mình thoát ra và tiếp theo ta vào cái phần mà mình vừa cài đặt, ta vào phần chủ đề này. Ở đây chúng ta tha hồ download những cái chủ đề mà chúng ta muốn thay đổi cái icon trên iOS này. Và chúng ta sẽ đến cái phần mình đã cài cho các bạn xem để mình cài đặt cái phần điều khiển. Đây, mình sẽ vào phần này. Đây, ở đây ta có thể thay đổi kích thước này, thì mình sẽ định nguyên, mình sẽ không thay đổi. Đây là phần TH Play, thì khi mà chúng ta vào thì nó vẫn bình thường như trước đây, nhưng mà cái icon nó hoàn toàn thay đổi kiểu giống như là iOS
13. Và cái phần điện thoại cũng vậy, chúng ta vẫn giữ nguyên cái giao diện cũ. Còn icon thì nó sẽ thay đổi thành một cái iOS 13 như thế này. Thì ở đây thì mọi thứ các bạn có thể tham khảo thêm, mình chỉ chia sẻ như vậy thôi. Cách là chúng ta nhắn tin back, tin home, bất cứ phiên nào thì nó vẫn trở về cái trạng thái giao diện của iOS 13 như thế này. Ở đây nếu mà mình thay đổi cái hình nền ở đây chính thức của iOS thì nó y chang như là iOS. Đấy, mình sẽ vào thử vào cái YouTube xem cái trạng thái của Android cũ mình trước đây. Đây, đây là kênh của mình. Rồi thì cái video chia sẻ của mình cũng xin được khép lại tại đây. Nếu các bạn thấy cái video mình chia sẻ hay, hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.